Thưa quý vị, đợt mưa đá, rông lốc và lũ cục bộ trong những ngày gần đây đã gây ra thiệt hại lớn cho nhiều địa phương. Riêng tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thiên tai trong đợt này đã làm cho hai người chết và một người mất tích và 12 người khác bị thương. Hiện địa phương này đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn do trời mưa không dứt. Huyện Phong Thổ đã chỉ đạo tháo cả nước ở công trình thủy điện nhỏ cách vị trí người bị nạn khoảng 15 km và tổ chức nhiều tổ tìm kiếm, ra soát ở các địa bàn lân cận. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện lực lượng tìm kiếm gồm hơn 50 người vẫn đang nỗ lực mở rộng diện tích tìm kiếm. Nơi có nguy cơ và nơi nghi ngờ có thi thể bị vùi lấp đều được kiểm tra, ra soát và đào bới để tìm kiếm. Theo đại diện huyện Phong Thổ, các hộ dân có nhà bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lần này đa phần là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Theo chính sách của huyện thì các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị tôn lập và hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 80%. Hiện nay huyện cũng đang tiếp tục huy động các lực lượng tại chỗ như bộ đội, công an, dân quân hỗ trợ bà con sửa sang, dựng lại nhà để sớm ổn định cuộc sống.